Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azbackshop.com. Thì quay trở lại với cái loạt series về WinCC Unify và TAA Bocto V17. Thì như video trước chúng ta đã được làm quen với cái phần là gì ạ? Chúng ta đã được làm quen với cái phần là overview TAA Bocto WinCC Unify bắt không rồi. Đấy, cái video này mục đích để nói cho chúng ta là gì ạ? Là cái tính năng giữa tên WinCC Unify nó có sự khác biệt gì so với lại là WinCC Runtime Advanced và WinCC Runtime Pro. Đó, đây là video đầu tiên. Thế thì để tiếp theo với chủ đề là WinCC Unify, ngày hôm nay admin sẽ hướng dẫn các bạn cái đề tài, đó chính là kết nối HMI Unify với lại là BLC SIM sử dụng TAA Bocto V17 ha, để chúng ta xem thử khác biệt giữa cái thằng mà HMI thường và HMI Unify như thế nào. Thì để làm được như vậy thì chúng ta sẽ vào cái mục là Device Config này. Chúng ta nhấn cho admin vào cái mục Add New Device này. Trong đây thì chúng ta chỉ chọn cho admin là cái phần là Unify thôi. Các bạn chọn cho admin là Unify Schematic Unify Compose Panel ha. Đây ha. Chúng ta chọn vô cái con này. Các bạn làm theo video nha, bởi vì các bạn mà không làm theo video thì nó sẽ bị lỗi ha. Đó, được chưa ạ? Đấy, sau khi được ra như thế này thì các bạn nhìn thấy cái con này nó có những 3 cổng Ethernet cơ, đúng không ạ? Rồi, để tiếp theo đó thì chúng ta sẽ vào cái mục là Add New Screen này, được chưa? Đấy, Add New Screen thì các bạn cũng Add New Screen bình thường thôi nhé. Các bạn cũng Add New Screen bình thường, giống như là gì ạ? Giống như là trong các khóa học lập trình BOC của admin. Đấy, thì hiện tại bây giờ bên trung tâm có các khóa học lập trình BOC online này, bao gồm là BOC X7200 WinC cơ bản này, BOC X7200 WinC nâng cao và khóa học mạng truyền thông công nghiệp. Full 4 khóa học là chỉ với 700k. Thì để các bạn mà làm chủ được cái phần WinCC Unify ấy, thì bắt buộc các bạn phải gì ạ? Phải biết qua WinC Runtime Advanced HMI và WinC Pro. Đấy ha. Thì trên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC thì các bạn có thể lên đây các bạn sẽ xem thêm một số bài này. Còn không, các bạn nào muốn nhanh thì các bạn đăng ký khóa học lập trình BOC online của admin để các bạn nắm vững những cái kiến thức cơ bản này. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển lên một cái lĩnh vực cao hơn, một cái tầm cao hơn là WinC Unify. Được chưa? Để không mất thời gian các bạn nữa thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nha. Đầu tiên ví dụ như thế này nha, xong là admin cho thằng này ha. Đấy, ví dụ lấy cái đèn lên đây. Đấy, chúng ta lấy cái đèn ra thì chúng ta thấy nó rất là đẹp đúng không? Cái đèn này. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ vào cái phần là element này. Chúng ta lấy cho admin cái ba thanh ba ra. Đấy, được chưa? Đó. Rồi các bạn lấy cho admin một cái gau này ra. Đấy, được chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi các bạn lấy cho admin một cái là gọi là IO fill này đi ha. Đấy, các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp, đẹp hơn là so với lại là cái phiên bản là WinC Pro hoặc là WinC Runtime Advanced luôn nha, nó đẹp rất là đẹp ha, được chưa? Rồi. Ở đây thì các bạn tạo cho admin một cái tag bình thường thôi, default tag đây ha. Các bạn tạo cho admin một cái tag là giả sử tag là integer ha, được rồi, tag này một tag này thôi rồi. Chúng ta chọn internal tag là tag nổi ha. Được chưa? Từ đây thì chúng ta gắn tag cho nó thôi, chúng ta vào property IO field các bạn biết rồi đúng không ạ? IO field ở đây thì chúng ta chọn là process value này. Đúng ạ? Process value chúng ta chọn tag này. Thì đây chúng ta sẽ chọn tag đầu tiên là tag HMI tag 1 đúng không ạ? Đấy, process value. Đúng chưa? Đấy, tương tự thằng này cũng vậy. Thằng này thì các bạn nếu như các bạn muốn làm thì các bạn cũng phải vào cái phần nào ạ? Thằng này thì coi là thằng này thì process value này. Đúng không ạ? Các bạn chọn đây, chọn tag này. Đấy. Các bạn chọn tag đây. Các bạn nào muốn dễ hiểu những cái phần này đang là đơn giản. Nếu như các bạn nào mà gì ạ? Các bạn là nắm qua những cái phần này về WinC cơ bản và WinC nâng cao hoặc pin thì các bạn làm cái phần này khá là đơn giản ha. Được chưa? Tương tự thằng này cũng vậy, chúng ta sẽ vào cái mục là process tag này, chọn tag này. Đấy, chúng ta chọn tag 1 đi ha. Đó, được chưa? Còn ví dụ cái thằng này đi ha. Đâu đây? Đấy, ví dụ thằng này đi. Thằng này thì ví dụ background color này. Chúng ta chọn cho nó tag này, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta chọn tag đây thôi. Đúng chưa? Tag này. Thì chúng ta cho nó là range, đúng không? Cái range, đúng không?
Nếu mà range là cái mức á, được chưa? Nếu mà từ bao nhiêu ạ? Từ 50 đi cho tới 100 đi ha. Đấy, được chưa? Thì cho nó màu đỏ đi ha. Đấy, màu đỏ này. Cho nó màu xanh đi ha. Màu xanh nhấp nháy màu đỏ luôn, được chưa? Đó, chúng ta chọn cái này, cái range nào mình nằm đây, được chưa? Rồi. Như vậy là đã xong. Sau khi làm được như vậy thì chúng ta sẽ vào đây một cái này chúng ta khai báo cho nó cái mật khẩu mới được ha. Các bạn vào cái phần là security setting này, các bạn vào security setting này. Đấy, các bạn nào mà đăng ký khoa học của admin các bạn rất dành về cái phần là user and role này này, các bạn sẽ biết này. Ở đây thì admin là tạo sẵn một cái tài khoản, ví dụ admin sẽ một cái tài khoản đây này, chúng ta chỉ cần nhấn vào đây chúng ta add thôi. Add này. Ví dụ tôi admin nhấn đây nha, add này, new local user này. Admin nhấn user ha. Đây admin sẽ gọi là 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Được chưa? Đấy và tiếp tục này. Đây đây là mật khẩu, nó phải một cái ký tự đặc biệt các bạn nhé. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 thì nó không nhận rồi. Đó được chưa? Đó. Rồi ok. Ôi không. Không tương thích à? Ok à? À, rồi ok ha. Đấy, các bạn chọn đây, bây giờ các bạn đang chọn cái quyền nào đây thì các bạn đây, các bạn đang chọn cái quyền nào thì các bạn vào đây các bạn chọn ha. Rồi sau khi được như vậy á thì chúng ta sẽ tiếp tục này. Chúng ta sẽ combine nó xem sao, xem nó bị lỗi gì không ạ. Rồi. Thì hết lỗi đúng không? Thì như những video khác thì chúng ta sẽ vào đây này, như đối với HMI bình thường á thì chúng ta sẽ không làm qua bước này. Nhưng mà đối với cái thằng là Unify chúng ta sẽ chọn đây. Chúng ta mở cái phần là WinC Unify Config, chúng ta chọn Next này. Đúng không ạ? Chúng ta chọn ở đây là User. Cái này không cần phải chọn luôn được. Rồi chúng ta chọn là User Config Download Visa CA Porto ha. Ở đây database là cơ sở dữ liệu thôi. Đấy, đấy được các bạn cứ tích cho admin. Các bạn không cần tích cái đây luôn. Ok. Thì bắt đầu là nó sẽ tiến accept này. Thì bắt đầu nó sẽ chọn cho chúng ta những cái phần là common này, web này, user manager này. Đấy ha. Thì sau khi mà nó click được như thế này thành công thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Thì lưu ý các bạn làm theo từng bước này nhá. Những video đầu tiên thì các bạn nên làm từng theo từng bước này đúng không ạ? Đấy, được chưa? Thì trong quá trình mà đang chờ thì admin xin chia sẻ chút xí, thì hiện tại bây giờ các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC, các bạn vào mục là danh mục danh sách phát để các bạn có thể làm quen được những cái phần là WinCC cơ bản và WinC nâng cao trước khi chúng ta nhảy qua cái gì ạ? Nhảy qua cái phần WinC Unify. Thì ở đây có các khóa học review nội dung khóa học này, các chia sẻ của các quyền lợi khi tham gia khóa học này, các chia sẻ của các bạn học viên và các trailer về khóa học nằm ở trên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC nằm đây. Các bạn tham Chưa? khảo cái cách mà Đó. Rồi, chúng ta quay lại đây ha, chúng ta coi ha. Ở đây đăng hết rồi các bạn nhìn, ở đây đăng hết rồi. Đó ha, chờ chút xí nữa nhé. Rồi đăng này. Đấy nó báo là commit success này. Ở đây thì chương trình nó báo lỗi chút xí ở đây, bởi vì ở đây chúng ta phải bỏ bắt buộc mới được. Chúng ta bỏ cái bắt buộc này đi. Đó được chưa? Rồi sau khi làm được như vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ lên cái phần là Schematic Runtime Manager. Đấy chúng ta mở này lên. Đó được chưa? Ở đây là localhost để nó tìm cái địa chỉ để chúng ta kết nối vô web, và cho chúng ta load download này xuống. Thông thường nếu như chúng ta ở chế độ mà HMI Simulation á, thì chúng ta download đây này thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình ở đây, được chưa? Nhưng mà đối với WinC Unify thì chúng ta download thì nó sẽ không ra cái màn hình, các bạn lưu ý ha. Chúng ta download biểu tượng Simulation thì nó sẽ không ra màn hình nhé. Rồi, tới đây các bạn lưu ý các bạn sẽ vào cái một cho admin một cái mục là runtime value ở đây này. Các bạn bỏ cái dấu tích này đi. Còn các bạn mà để cái dấu tích này nó sẽ báo lỗi hệ thống đó. Các bạn lưu ý các bạn bỏ cái dấu tích này đi ha. Chúng ta nhấn load này. Rồi,
Sau khi như vậy thì các bạn nhìn vô đây này, thì ở đây thấy nó chưa hiểu chưa hiển thị biểu tượng màu xanh, thì các bạn đi quét thằng này đi, chúng ta đi quét nó đây ha. Đấy, đã hiển thị màu xanh rồi đây chưa, run time này, cái thằng này này. Còn thằng này ví dụ thằng nào không biết thì chúng ta có thể quyền xóa nó, cần renew này, nếu chúng ta không biết chúng ta có quyền xóa nó. Ok ha, rồi xóa xong rồi đúng không ạ. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ vào đây, sau khi mà cần fix xong chúng ta sẽ lên Google đây này. À, chúng ta sẽ lên Google này, chúng ta có gõ là gì, HTTP localhost này. Đó, chúng ta sẽ vào thư mục là WinCC Unify Runtime. Đó, được chưa, Unify Runtime. Và các bạn vào đây xem cái này là tôi để mật khẩu là gì ạ. Tôi để cái tên là user nhé, chữ U hình như viết hoa thì vậy. Ở đây tôi gọi là user, user đúng không. Bát này tôi nhập bát vào thôi. Đấy, được chưa. Nhấn chọn đấy, các bạn chọn language chữ nhé, anh địch này. Đấy, được chưa. Đấy, sau khi lên được như thế này nữa ha, chúng ta chọn đây, ví dụ đây là gì ạ, 50 20 đi. Đấy, được chưa. Đấy, đây là gì ạ, 49 đúng không ạ. Đây là gì ạ, 60. Đấy, đèn này là xanh này ha, nhưng mà nhấp nháy các bạn nhìn thấy xanh nhấp nháy ha. Ok chưa. Đấy ha, đấy là một cái khá là hay, được chưa. 30 40 này. Đấy, 100 này. Đấy, được chưa. Đấy, đây là cơ bản về cái phần là gì, kết nối WinCC HMI Unified Comfort Panel với phần mềm TAA bọc tô V11 mô phỏng với BLCC. Đấy ha, đây là cơ bản nội dung của bài học ngày hôm nay. Đấy, thì bài học ngày hôm nay các bạn lưu ý này, đầu tiên là chúng ta phải nắm vững được là gì ạ, cái các thanh công cụ này nằm đây. Đầu tiên chúng ta phải nắm được các thanh công cụ này. Nếu như các bạn nào chưa rành thanh công cụ thì các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên này, các bạn xem thêm, được chưa. Đấy, đây là những cái bài những các bạn xem thêm, hoặc các bạn có thể đăng ký khóa học của Lập Min để chúng ta nắm vững cái gì ạ, để chúng ta nắm vững những cái phần mà thanh công cụ ở WinC cơ bản và cái nâng cao, được chưa. Rồi, bài tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái phần user enroll này này. Đó, và bước thứ tư là chúng ta sẽ kết nối là gì, Schematic Runtime và WinC Config Unify Config để chúng ta kết nối. Và bước thứ năm là chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản như này để chúng ta điều khiển nó ha, được chưa. Đấy, đấy, đây là cơ bản nội dung của bài học ngày hôm nay, được chưa. Thì các bạn nào có thắc mắc gì có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC hoặc là inbox về admin qua Zalo. Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.